ngân hàng năm nay thì chị tiêu bao nhiêu ạ? Và điểm đầu vào nguyện vọng 1 là bao nhiêu ạ? Chỉ tiêu của nguyện vọng bổ sung ngành tài chính ngân hàng là bao nhiêu ạ? Ngành này năm nay là chỉ tiêu là 250, trên tổng sinh viên toàn trường là 3.200. Theo như thông tin gần nhất thì số đơn hiện giờ chiếm 1/3 chỉ tiêu, cho nên các em cũng nên theo dõi để kịp thời để có cái quyết định phù hợp. Về nộp hồ sơ, các em có thể theo dõi thông tin trên mạng được cập nhật rất chi tiết trên thông tin tuyển sinh của nhà trường.